Quý vị thân mến, trong những năm 1978-1979, Công an tỉnh Đồng Nai được giao nhiệm vụ mua sắm phương tiện, tổ chức cho một số ngoại kiều có nguyện vọng được hồi hương để đoàn tụ gia đình. Quá trình thực hiện chủ trương nhân đạo này đã phát sinh nhiều tiêu cực, khiến thất thoát hàng trăm cân vàng. Điều khiến dư luận bàng hoàng bởi chủ mưu cầm đầu chính là Nguyễn Hữu Dộc, khi ấy là Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Sau ngày Dộc bị tuyên án tử hình, vụ án tiếp tục được điều tra mở rộng. Cùng chúng tôi nhìn lại chi tiết chuyên án này trong video ngay sau đây. Giải mã vụ án Nguyễn Hữu Dộc, cặp bồ với vợ bé Nguyễn Văn Thiệu tổ chức vượt biên trái phép đi Mỹ. Những năm cuối thập kỷ 70, nhắc đến vụ án tham nhũng hàng trăm cây vàng xảy ra ở Đồng Nai, nhiều người đều biết đến. Đáng nói nhất là trường hợp tham nhũng của Nguyễn Hữu Dộc, hay còn gọi là Mười Vân, Mười Dộc, nguyên là Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Thời đó, Mười Vân nổi đình nổi đám khi trở thành tình nhân của ả gián điệp Kim Anh, vợ bé của Tổng thống Ngụy Nguyễn Văn Thiệu. Kim Anh là người đã gây ra nhiều tội ác, tổ chức đường dây vượt biên quy mô lớn với hàng ngàn chuyến đưa người vượt biên, thu lời hơn nửa tấn vàng. Khi ấy, chính Mười Vân đã cùng Kim Anh dày công thực hiện âm mưu hãm hại nhiều cán bộ cao cấp và kết thúc bằng kế hoạch cùng nhau vượt biên sang Mỹ để sống trong thiên đường tình ái. Ai ngờ, trong cuộc chơi nghiệt ngã đó, Kim Anh đã cao tay, chiến thắng và hưởng thụ cuộc sống xa hoa ở đất khách, còn Mười Vân phải trả giá cho tội ác bằng chính mạng sống của mình. Thời điểm đó, tiến sĩ Dương Thanh Biểu là điều tra viên cao cấp của vụ án này, ông kể: "Đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Khi ấy, Nguyễn Hữu Dộc bị truy tố với nhiều tội danh, trong đó có tội lạm dụng chức quyền và sử dụng trái nguyên tắc pháp luật người bị giam, thả Kim Anh và nhiều tội phạm khác. Tội cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án gây hậu quả nghiêm trọng, tạo chứng cứ giả để bắt oan sai nhiều cán bộ cao cấp. Tội tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài trái phép, tội tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa, thu và chiếm đoạt tới 1.979 lượng vàng. Tội nhận hối lộ, tội cố ý làm trái nguyên tắc chính sách chế độ, thể lệ kinh tế, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản xã hội chủ nghĩa." Với những bằng chứng không thể chối cãi, ngày 1 tháng 11 năm 1984, bản án sơ thẩm đồng thời cũng là trung thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Hữu Dộc án tử hình, còn một số bị cáo khác bị tuyên phạt tù có thời hạn. Sau vụ án Nguyễn Hữu Dộc một thời gian dài, thì một vấn đề khiến dư luận hết sức quan tâm, đó là hàng loạt cán bộ thuộc Phòng Bảo vệ Chính trị Công an Đồng Nai bị khởi tố và bắt tạm giam vì đã có quan hệ với các phần tử xấu tổ chức nhiều chuyến trốn đi nước ngoài để thu tiền vàng nhưng chưa bị xử lý. Để đảm bảo tính khách quan, trong quá trình điều tra, Ban chuyên án N2 được thành lập do đồng chí Đỗ Quang Minh, Viện trưởng Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh Đồng Nai làm trưởng ban. Vụ án Nguyễn Hữu Dộc, Mười Vân, nguyên Giám đốc Công an Đồng Nai bị tử hình gây chấn động dư luận một thời, với những tình tiết đặc biệt nghiêm trọng trong những năm đầu giải phóng miền Nam. Vì sao Mười Vân phải nhận án tử hình? Câu hỏi đơn giản này đặt ra trong giai đoạn lịch sử nhất định của đất nước, không phải ai cũng biết tường tận sự việc. Về gia thế, Nguyễn Hữu Dộc là con ông Chín Nài, tức Nguyễn Văn Nài, nhà ở gần sông Rạch Chanh, ấp Long Kim, xã Long Định, Cầu Đước, Long An. Ông Chín Nài có nhà mấy mẫu ruộng và làm nghề buôn chuyến trên sông, chở các loại chiếu dệt ở vùng Long Định, ngược theo sông Vàm Cỏ, lên Gò Dầu, Trảng Bàng, Tây Ninh để bán và mua hàng nông sản trở về. Năm 1948, Mười Dộc gia nhập vào Công an xã Long Định thuộc tỉnh Chợ Lớn lúc bấy giờ. Thời kỳ năm 1948-1949, huyện Cần Đước tình hình khó khăn phức tạp. Các cơ quan lãnh đạo của huyện phải chia thành hai khu. Khu A đóng tại Kinh Bo Bo, huyện Thủ Thừa, Tây An. Khu B đóng tại Lý Nhơn, Rừng Sác, Nhà Bè. Trưởng Công an huyện Trương Văn Tư phụ trách khu A, còn Mười Dộc làm phó phụ trách khu B. Chính trong thời kỳ này, Mười Dộc đã làm mưa làm gió, giết hại rất nhiều người, trong đó có lãnh đạo huyện, đội trưởng và vu cáo vào tội theo Đại Việt Quốc Dân Đảng mà Tư và Mười Dộc lập thành tích phá án. Khoảng năm 1951, Tư Thắng là phó công ty công an Bà Rịa, Chợ Lớn, phát hiện ra việc oan sai tày đình mà Mười Dộc gây ra mấy năm trước, khiến nhiều người dân kháng chiến và cán bộ chết oan uổng. Năm 1954, Mười Dộc lên đường tập kết ra Bắc và được cử làm phó phòng cảnh sát trị an ty công an Hòa Bình. Trong một lần đi săn bắn, Mười Dộc nổ súng bắn chết đồng chí trưởng phòng, sau đó vợ người này làm đơn bãi nại cho Dộc,
vì chỉ là bắn nhầm. Thoát khỏi tội danh ngộ sát, nên năm 1962 Mười Dộc được bố trí về miền Nam chiến đấu. Đến đây thì mọi người mới vỡ lẽ ra, đồng chí Dộc có quan hệ bất chính với vợ trưởng phòng, thậm chí là có con chung. Nhưng thời chiến tranh không phải việc gì cũng được điều tra tường tận, tất cả tập trung cho tiền tuyến, tập trung cho đánh thắng giặc Mỹ xâm lược và giải phóng miền Nam. Sau năm 1975, Mười Dộc được cử làm giám đốc công an tỉnh Đồng Nai. Với bản chất tham hiểm và độc ác, Mười Dộc dùng nhiều thủ đoạn triệt hạ và hãm hại đồng chí đồng đội. Dộc cho thả tên Nguyễn Văn Sang là cảnh sát đặc biệt miền Đông đang giam giữ tại trại giam Tam Hiệp, đặt cho bí số là H20, khống chế tên này khai khống lập hồ sơ giả tố cáo đồng chí Nam Trang là thường vụ tỉnh ủy, bí thư thành ủy Biên Hòa và đồng chí Ba Lan, tỉnh ủy viên, bí thư thành ủy Vũng Tàu là người của CAA cài lại. Vụ việc này đã khiến cho ông Tư Thắng day dứt rất nhiều năm. Chuyện là khi giải thể khu ủy, an ninh miền Đông, Tư Thắng đề nghị bố trí đồng chí Tư Nam, anh hùng Đặng Công Hậu đã nghỉ hưu, thay thế chức giám đốc công an. Nhưng khi về ban an ninh miền Nam, Tư Thắng lại nghe tin Mười Dộc làm giám đốc, còn Tư Nam làm phó. Mười Dộc tung hỏa mù, báo cáo láo với lãnh đạo tỉnh, trung ương và bắt hai đồng chí bí thư thành ủy là những cán bộ kiên trung, hạ ngục tra tấn, bức cung rất dã man. Dã man hơn cả cầm thú, chúng bỏ đói đồng chí Ba Lan, dùng phân trộn với bo bo, bắt ăn. Tiếp theo là hàng loạt cán bộ khác không cùng ekip với Dộc lần lượt bị bắt bỏ tù mà không biết lý do gì. Thậm chí có nữ đồng chí bị Dục hãm hiếp trong tù như bọn chúa ngục trước đây. Có một lần, ông Trương Văn Tư, từng là cấp trên của Mười Dộc lúc còn ở Cần Đước, sau này là chi cục phó chi cục thống kê thành phố Hồ Chí Minh, quá bức xúc trước hành vi tàn bạo mất nhân tính của Dộc, đã đến nhà Tư Thắng thú tội, ngày trước nghe lời Dộc giết oan nhiều người và xin ông Tư Thắng nhanh chóng nghĩ ra cách nào đó tác động đến tỉnh ủy Đồng Nai, ngăn chặn tội ác của Dộc gây ra. Nhưng có ai ngờ ông Năm Chữ, bí thư Đồng Nai lại quá mù mờ cả tin Dộc nên nói với đồng chí Trần Bạch Đằng rằng Mười Dộc nó là thằng tốt, tại Tư Thắng thành kiến với Dộc. Được bí thư tỉnh ủy dung túng và quyền lực một tay che trời, Dộc ngang nhiên cặp bồ với ả hồ ly Trần Kim Anh, là vợ bé của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, đã bị lực lượng an ninh miền Đông bắt giam cải tạo năm 1975. Nhắc tới Kim Anh, hầu như người dân Sài Gòn trước năm 75 đều biết bà ta là vợ bé được Nguyễn Văn Thiệu rất yêu chiều. Thời ấy, ở Sài Gòn có một dược sĩ nổi tiếng giàu có nhờ buôn lậu thuốc Tây tên là Nguyễn Cao Thăng. Thăng đã lo lót trở thành phụ tá tổng thống. Thăng có người tình xinh đẹp tên là Trần Thị Kim Anh, chủ một quán bar, vũ trường, mang tên là Sinos, tại thành phố biển Vũng Tàu. Vì vậy mà ả ta có biệt danh là Sinos Kim Anh. Theo lời kể lại của những người thân cận Tổng thống Thiệu, thực ra Kim Anh không thuộc hàng mỹ nhân rực rỡ lúc bấy giờ. Nàng có vóc dáng, béo tròn, da trắng và cặp mắt cực kỳ lẳng lơ. Ở người đàn bà này luôn toát lên vẻ dâm đãng, háo sắc và nặng mùi ca ve hơn là một phụ nữ đài các, quý tộc sang trọng. Nhưng tạo hóa thì luôn công bằng và đa đoan một chút. Khi ban cho người đàn bà này vài khiếm khuyết về tiêu chuẩn một mỹ nữ, thì lại cho sự khôn ngoan, đáo để của người con gái đất Bắc. Ăn nói rất duyên, biết làm hài lòng các đấng mày râu hạng sang nhất trong xã hội thượng lưu và quyền lực, biết lẳng lơ để mồi chài và lao vào vồ lấy con mồi để leo lên nấc thang danh vọng, quyền lực và bạc tiền. Sau bài diễn văn từ chức giải lê thê không đầu không đuôi trên đài truyền hình, vị tổng thống hết thời lẳng lặng đem theo tốp lính bảo vệ chuồn khỏi Dinh Độc Lập đêm ngày 25 tháng 4 năm 1975. Chuyến xe đặc biệt đã đưa Nguyễn Văn Thiệu ra phi trường Tân Sơn Nhất. Không ai biết vào thời khắc nghiệt ngã ấy, nàng vợ bé của Nguyễn Văn Thiệu đang ở đâu và làm gì. Chỉ biết rằng lúc 21 giờ 15 phút, Thiệu được đại sứ cố vấn Mỹ đưa tiễn một cách lặng lẽ, bí mật ra sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay C-118 sang Đài Loan mà không hề có mặt Kim Anh hay một người phụ nữ nào khác. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, Trần Thị Kim Anh bị bắt đi cải tạo tập trung tại trại giam Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Tại đây, Kim Anh Sinus có cơ hội gặp gỡ một người đàn ông khác, một cán bộ cách mạng biến chất, và một lần nữa, ả đã dùng nhan sắc và sự hấp dẫn của mình để mồi chài Nguyễn Hữu Dộc. Bà được Nguyễn Hữu Dộc ký lệnh trả tự do, thoát khỏi trại giam Tân Hiệp, sống lén lút với nhau, già nhân ngãi, non nghĩa vợ chồng.
Không chỉ phóng thích hồ ly Kim Anh, Mười Dọc còn công khai quan hệ với ả này với âm mưu khủng khiếp, bố trí cho Kim Anh vượt biên sang Mỹ, gây dựng cơ nghiệp. Mặt khác, trong 2 năm 1978-1979, Dọc câu kết với ả nhân tình, gián điệp Kim Anh, tổ chức hàng chục chuyến tàu vượt biên, mua bãi, chung chi đầy đủ tại Hồ Cốc, Bình Châu, Lộc An, thu cả nửa tấn vàng chuyển cho Kim Anh xây tổ ấm chờ ngày đoàn tụ. Nhưng thói đời thường tình xưa nay, những kẻ gieo ác luôn gặp tai họa và vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Khi bọn đàn em trong và ngoài tù của Kim Anh kẹt lại Việt Nam, được Dọc tạo điều kiện thuận lợi, vượt biên an toàn, được tin tưởng Kim Anh giao vàng bạc sang trước, ả bắt đầu lật mặt nạ Dọc ra trước Trung ương. Ngay đâu là ả viết thư gửi lãnh đạo Trung ương, kèm theo đầy đủ hình ảnh, băng ghi âm, tổ chức vượt biên, thu nhận vàng tiền, đóng bãi, xuất bến và ăn nằm du hí với vợ bé Tổng thống Thiệu. Ả còn điêu ngoa cảm ơn cách mạng đã đào tạo ra những người như Mười Dọc hết mình giúp đỡ cho bọn phản động vượt biên an toàn. Năm 1983, vụ án Mười Dọc bị Trung ương chỉ đạo phá án. Trong quá trình điều tra vụ án với bí số N2 này, một trong những nội dung liên quan đến vụ án là việc điều tra xác minh làm rõ số vàng của con tàu do Mười Vân chỉ đạo Công an Vũng Tàu thu và nộp cho Mười Vân, trong đó có thỏi vàng 1kg mà dư luận cho rằng Mười Vân và những người có trách nhiệm của Công an Đồng Nai chưa nộp cho ngân hàng. Đây cũng là tình tiết thú vị nhất của vụ án này mà một trong những nhân vật liên quan là ông Bùi Đình Kiểm, nguyên phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Đằng sau thỏi vàng 1kg. Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng tháng 3 năm 1978, Mười Vân lúc đó là giám đốc Công an Đồng Nai tổ chức chuyến tàu cho người đi xuất cảnh tại Bãi Dâu, Vũng Tàu. Số vàng mà Công an Vũng Tàu thu được theo kiểm kê ngày 13 tháng 3 là 500 lượng 6 chỉ 8 phân 6 ly, cân nặng 18kg 750. Trong đó có một thỏi ký hiệu là 4111109999 nặng 1kg. Ngày 21 tháng 3, Công an Vũng Tàu đã giao nộp số vàng của con tàu trên cho Mười Vân, giám đốc Công an Đồng Nai. Bên giao là ông Châu Phi Cơ, bà Đỗ Thị Duy và Lê Thị Sáu. Bên nhận thì có ông Bùi Đình Kiểm, Phạm Hùng Sơn, phó ban thanh tra Công an Đồng Nai. Số lượng như kê biên, trong đó có thỏi vàng ký hiệu như trên nặng 1 cân. Sau đó, ông Kiểm đã trực tiếp giao số vàng này cho Mười Vân. Vào tháng 8 năm 1979, Mười Vân đã nộp số vàng trên cho ngân hàng có sự chứng kiến và giám sát của ông Bùi Đình Kiểm. Bản án xét xử Mười Vân trước đây khẳng định rằng, riêng về khoản 461kg 209 trong số vàng do Mười Vân giữ lại tại nhà vợ Y, thời gian hơn 6 tháng mới nộp cho ngân hàng còn bị thiếu thì cho đến nay vẫn chưa thể làm rõ. Tuy nhiên, trong quá trình xét xử, Mười Vân không nhận mà đổ cho hai ông Sáu Bùi là ông Bùi Đình Kiểm và ông Sáu Sơn là Phạm Hùng Sơn, là hai người trực tiếp giao nộp vàng cho ngân hàng tại nhà riêng của Mười Vân. Đây chính là mấu chốt của vụ án. Xin nói lại cho rõ về vấn đề này là mặc dù trong biên bản kiểm kê đều đúng, nhưng trong quá trình điều tra xét xử vụ án Nguyễn Hữu Dọc thì thực tế còn thiếu một thỏi mang ký hiệu là 4111099999. Khi nhắc đến ông Bùi Đình Kiểm, nhiều người khẳng định ông là một người lãnh đạo liêm khiết. Điều này đã được nhiều người khẳng định. Sau khi nghỉ hưu, hai vợ chồng ông với hai người con vẫn ở trong một ngôi nhà toành toàng rách nát. Song để tìm dấu vết của vụ thất thoát một cân vàng, ban chuyên án đã trực tiếp về nhà ông Kiểm ở thị xã Bà Rịa để tìm hiểu. Sau ngày đầu tiên tìm kiếm tài liệu không có kết quả, ngày thứ hai, cán bộ trong ban chuyên án tiếp tục làm việc với ông Kiểm. Trong đó quan trọng nhất là xem lại giấy tờ mà ông còn lưu lại, xem có gì liên quan đến số vàng Mười Vân giao nộp cho ngân hàng hay không. Quá trình tìm kiếm trong đống sổ sách của ông, vị cán bộ trong ban chuyên án thấy một cuốn lịch. Tại ngày 1 tháng 8 năm 79, có dòng chữ viết bằng mực đã nhòe, 1kg bằng 1/2. Đây chính là thời gian mà ông Bùi Đình Kiểm cùng một số người nộp số vàng do Mười Vân cất giữ vào ngân hàng. Giải mã những nghi vấn. Khi vị cán bộ này đưa cho ông Kiểm thì ông không trả lời ngay mà xem xét rất kỹ. Ông dở từng trang một rồi lại quay lại về trang có những con số trên, ông gật đầu. Đúng là chữ tôi rồi, nhưng tôi cũng không hiểu tại sao viết thế này, để tôi nghĩ chút đã. Một tay cầm cuốn lịch, một tay ông bỗng đánh bốp vào đùi. Thôi chết rồi các chú ơi, bây giờ tôi mới nhớ.
lúc ông Mười Vân kêu tụi tôi đến nộp vàng cho ngân hàng, họ tiến hành cân từng mã. Đến thỏi vàng 1 cân thì không cân được, vì chiếc cân của ngân hàng lúc đó chỉ cân được mỗi mã dưới 0,5kg, nên thỏi vàng ấy phải cắt ra làm đôi để cân, vì vậy tôi mới viết 1kg bằng 1/2. Tại cuộc họp ban chuyên án, sau khi nghe báo cáo của hai cán bộ xuống nhà ông Kiểm, đủ cơ sở để khẳng định số vàng thu được của con tàu là 500 lượng và đã nộp đủ cho ngân hàng. Chuyện thỏi vàng 1 cân thế là xong. Năm 1983, phiên tòa đặc biệt sơ trung thẩm xét xử Nguyễn Hữu Dộc và đồng bọn đã diễn ra 3 ngày tại hội trường lớn tỉnh Đồng Nai, do thẩm phán Phạm Như Phấn, phó chánh án tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao làm chủ tọa. Hàng vạn đồng bào từ Long An, Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh kéo về dự khán, hồi hộp chờ đợi phán quyết của công lý, trừng trị tội ác mà Nguyễn Hữu Dộc đã gây ra từ năm 1950 đến giờ. Trước tòa, Dộc vẫn ngoan cố nói: "Chỉ khi nào giải phóng khỏi nước Mỹ, lấy hồ sơ 5 trang Ba Lan xem, mới thấy họ làm cho CIA. Liên quan đến Nguyễn Văn Sang H20, tòa đưa lên công đường, Dộc tái mét, không còn hột máu trên mặt. Sang khai là bị Dộc bắt, đánh đập, ép cung nhiều lần, ép khai hồ sơ giả, mới để yên cho vợ và 8 người con nhỏ dại. Nếu nghe lời, vợ con được sống sung sướng, được cấp xe hơi cho chạy, nếu cãi lời, sẽ giam và giết hết." Lời khai của Sang đã khiến Dộc ngã quỵ, không nói được một lời nào thêm. Sau 3 ngày xét xử, tòa tuyên án tử hình Nguyễn Hữu Dộc và Vũ Cao Thanh. Vụ án kết thúc trong niềm vui khôn tả của hàng ngàn người dân, đặc biệt là những người từng phải chết oan, tu tội và nhục hình do Mười Dộc gây ra. Kẻ ác đã phải đền tội. Tưởng đâu sau khi Dộc và đồng bọn phải đền tội là hết, nhưng hệ lụy của nó còn kéo dài cả gần chục năm sau. Lần theo vụ án của Dộc đến cuối những năm 80, cơ quan chức năng mở rộng điều tra và khởi tố thêm 19 bị can, trong đó có Nguyễn Văn Hiệp, nguyên trưởng phòng bảo vệ chính trị Công an Đồng Nai, Phạm Tấn Hưng, Mai Khắc Thanh, nguyên phó phòng bảo vệ chính trị Công an Đồng Nai, truy thu hàng ngàn lượng vàng. Chuyên án kết thúc. Quý vị thân mến, vụ án kết thúc trong niềm vui khôn tả của hàng ngàn người dân, đặc biệt là những người từng phải chết oan, tù tội và nhục hình do Mười Dộc gây ra. Kẻ ác phải đền tội. Vụ án N2 Đồng Nai đã trôi qua hơn 1/4 thế kỷ, nhưng vẫn còn đó bài học giá trị về công tác tố tụng. Đó là xác định sự thật của vụ án, để từ đó trừng trị những con sâu bự tham nhũng, giải oan cho người liêm khiết.